tiện mà trên thế giới người ta gọi là ngày lễ của niềm tin và của tình yêu. Trấn Thành và Harry Won đã minh chứng rằng tình yêu luôn luôn có thật, dẫu người ta phủ nhận nó. Đứng bên cạnh tôi lúc này là một nam nghệ sĩ luôn được biết đến là người mang lại nụ cười cho người khác, nhưng cũng đã không ít lần rơi nước mắt vì tuyệt vọng tìm nụ cười cho chính mình. Đứng bên cạnh anh ấy là một cô gái luôn mang lại những ca khúc, những cuốn phim kể về tình yêu và tả về tình yêu cho người ta tin rằng đó là có thật, nhưng lại bị lên án khi chính cô chạm được đến tình yêu của mình. Và cùng nhau họ đã vượt qua điều đó. Và cùng nhau, tôi không nói rằng sau ngưỡng hôn nhân, xin cầu chúc cho đường đời của họ không bao giờ sẽ còn chông gai nữa, vì mang vào nghiệp mệnh làm hai nghệ sĩ, chông gai là điều họ tìm đến. Nhưng từ nay Trấn Thành và Harry Won sẽ đi qua mọi chông gai cùng với nhau. Và trước mặt quý quan khách, giờ phút này là giờ phút họ trao cho nhau lời tuyên xưng chân thành nhất với tình yêu vĩnh cửu. Xin mời hai bạn. Xin cảm ơn Miu. Xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây để chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Và em có đồng ý làm vợ anh không? Dạ em đồng ý. Hỏi anh gì đi. Hả? Hỏi anh gì đi. Anh có thể nuôi em hết suốt đời được không? I do. Bây giờ tặng nhau một món quà nhé. Quý vị, kể từ khoảnh khắc này, ông và bà tân lang tân nương nhà họ Trần. Và trong khoảnh khắc tân hôn đầu tiên của họ, như bản ngã của họ, họ sẽ bắt đầu cầm dao lên và chia sẻ những điều ngọt ngào nhất. Tình yêu là một điều hoàn toàn có thể tin được, và cái bánh ngọt thì không. Nhưng trên hết, để tác thành hai người nghệ sĩ trẻ này, cặp đôi hạnh phúc của đêm hôm nay, xin nhắc đến lời tri ân mà họ sẽ gửi cho song thân của họ. Xin mời tiến lên lễ đài ông Huỳnh Trấn Liêm và bà Phạm Thị Hạnh Dung, song thân của chú rể ông Lưu Johan và bà Lee Suki. Do
is all that I can. Trấn Thành và Harry họ đã chia sẻ với chúng ta giữa những người đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu bữa ăn, biết nhau bao nhiêu là sơn hào hải vị. Nhưng có lẽ rằng là chưa bao giờ họ chia sẻ những thú vui này với gia đình. Nhưng trong ngày hôm nay có lẽ vượt trên mọi điều mà Trấn Thành và Harry có thể làm để trả hiếu cho mẹ cha sẽ được thể hiện qua ly rượu mà hai bạn sẽ mời song thân. Và giờ đây họ xài chung cả ba má, thưa quý vị. Chào chú rể và xin mời quý vị quan khách chúng ta cùng nhập tiệc. Lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong mây. Không xa em rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn rất nhiều đã có mặt trong buổi tối. Thank you. Bình minh rất đôi là em có anh luôn bên em trên con đường ta chung đôi, một hạnh phúc như trong cơn mơ. Chưa bao giờ anh nghĩ tới phút giây anh mong chờ tình yêu ấy, và đây là em, người anh sẽ mãi không quên, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong ngày, không xa rời. Lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất. Trong mây không xa em rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn rất nhiều đã có mặt trong buổi tối. Thank you. Bình minh rất đôi là em có anh luôn bên em trên con đường ta chung đôi, một hạnh phúc như trong cơn mơ. Chưa bao giờ anh nghĩ tới phút giây anh mong chờ tình yêu ấy, và đây là em,
vì anh sẽ mãi không quên, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhớ khi em cười, vì em luôn là tiếng nói trong anh không xa rời. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn rất nhiều đã có mặt trong buổi tối. Thank you. Bình minh dẫn lối là em có anh luôn bên em trên con đường ta chung đôi, một hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây anh mong chờ tình yêu ấy, và đây là em, người anh sẽ mãi không quên, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời, em luôn đẹp nhớ khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.